Con em quy y khi chưa hiểu Phật pháp dưới 6 tuổi hay không? Trong kinh á, có rất nhiều những trường hợp như vậy. Tức là khi mà con nó còn nhỏ thì cha mẹ cũng cho nó quy y, không sao hết trơn. Thì sau này lớn lên á, thì đứa nhỏ sẽ xin quy y lại. Được hết, không có vấn đề gì ha, đừng có lo cái chuyện đó. Ngoài ra thì hôm bữa thì có một cái anh Phật tử, ảnh cũng chia sẻ như vậy, tôi thấy là quý. Đó là có một anh thì ảnh cũng chơi bài tứ đổ tường, nhưng mà tới khi mà ảnh bắt đầu là ảnh lụng bại đó, thì ảnh sực nhớ là hồi xưa nhà ảnh thì có nuôi mấy ông sư, tức là mấy ông sư tới nhà. À, rồi ở nhà nuôi để cho mấy ông sư đi đi học á, thì nhớ lại như vậy á, rồi mới quay về đi đến tìm hiểu Phật pháp. Thì đó là cái nhân duyên hồi nhỏ, thì đây cũng là cái điều đáng quý ha. Và tổng hợp tất cả các câu hỏi thì sư trả lời như thế, thì sư không biết là sư Tuệ Tường có chia sẻ gì. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì ở đây có bốn câu hỏi, thì Đại Đức Thanh Tệ trả lời từng tự 1, 2, 3, 4 nha. Bây giờ sư cũng bổ sung thêm cho nó sinh động hơn. Thì bây giờ sư trả lời ngược lại đi, 4, 3, 2, 1. Thì cái câu số 4 đó là hỏi có nên quy cho con em, thì sư cũng đồng ý với Đại Đức Thanh Tệ. Thì rõ ràng là đây là một cái dẫn chứng đây, của chuyện cụ thể đi. Đó là trong chú giải pháp cú, suy nhớ không lầm là như quyển 3 thì phải, quyển 3 thì có đề cập đến một cái nhân vật, đó là Vương Tử Bồ Đề. Vương Tử Bồ Đề này hay gọi là Hoàng Tử Bồ Đề đó, Hoàng Tử tên là Bồ Đề đó, là con của ông vua Udena xứ Kosambi. Thì khi mà mẹ của nghĩa là bà hoàng hậu á mang mang thai Vương Tử Bố Thí này nè, thì bà mới đi đến Đức Phật và cũng xin quy quy cho cái Vương Tử này. Vương Tử này từ trong từ khi mà là một bào thai, rồi khi Vương Tử này lớn lên đó, thì người mẹ nhắc lại và những cái người hầu quá nhắc lại, rồi Vương Tử này một lần nữa đi 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 đến Đức Phật, đi đến Đức Phật và nói là à, dạy lại con, có nghe mẹ con nói là con có quy ngài này nọ về đó, con quy Phật pháp tăng đó, và cũng ngài cũng ghi nhận điều này, và ngài cũng ghi nhận là con trong nơi tâm của con hiện tại bây giờ là con cũng thật sự con cũng có hướng tâm đến con quy. Và đây là cái câu chuyện này, quý vị ở bên Miến Điện cũng các ngài thiền sư pháp sư lỗi lạc Miến Điện, cái ngài cũng đây là cũng lưu tâm và cũng hay nhắc đến cái vấn đề này, cho nên vấn đề này là rất là tốt. Nếu mà mình có hướng tâm á, đến con em mình á, mặc dù là có thể là còn trong thai bào, hoặc là đó ở đây nói dưới 6 tuổi đó, mặc dù mình cũng chưa biết gì không, nhưng mà cũng nên sau đó mình khi mà bé 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 có cái nhận thức rồi đó, mình nhắc bé lại, mình mới nhắc bé lại, và đặc biệt mình phải có kiến thức căn bản hơn, mình nói lại những cái ân đức cao quý của Phật pháp tăng á, để khi mà bé nói bé hiểu được rồi bé đi đến chùa không, bé nói với đại tăng à, dạ con nghe của mẹ nó, mẹ con nói đó, là cái hướng đến cái sự hướng thượng, đến cái sự cao thượng của ông Đức Phật Pháp Tăng đó, thì mong là quý sư chứng minh cho con cũng đồng thuận là con nhận con là cái người đệ tử, cái người Phật tử, người cư sĩ sống ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là cái điều rất là gọi sư bà thứ ba là sư đã từng nói cõi trời dục hiện nay rất nhiều bậc thánh được Phật đến nay, vậy để về được đó thì con nên hồi hướng và duyên nhân gì. Thì thấy câu hỏi thứ ba này là Đại Đức Thanh Tuệ cũng trả lời trong cái buổi ngày hôm nay, trả lời những cái câu hỏi trước đó, nên là sư cũng sẽ rất là đầy đủ, thấy rất là đủ, cho nên là sư cũng sẽ không không có trả lời gì thêm. Rồi câu hỏi thứ hai là ngày trước khi con chưa giữ giới có phạm trộm cắp, nay đã giữ giới học Phật hành thiện sám hối, nên mua quà đến xin lỗi nạn nhân khi khi trước và được họ tha thứ, thì nghiệp đó có nhẹ không?
Đức Hạnh Toại cũng khéo léo trả lời câu hỏi này, sư cũng đồng ý với Đức Hạnh Toại. Còn nếu mà mình nói nghĩa là đương nhiên cái nghiệp thì nó cũng gọi là nhẹ thì vẫn có nhẹ, nhưng mà để nếu nha, sử dụng cái từ nha, gọi là mình nếu mình nói là cho nhẹ nhất á, nhẹ nhất đi thì cái việc mình á, một lần nữa sẽ cũng nhắc lại cái việc mà để cho cái nghiệp này nhẹ nhất ngay trong hiện tại mình nè, à, mình biết được là cái trộm cắp này thì cái tại vì khi quý vị nói cái phạm vi trộm cắp là nó chung chung giống như Đức Hạnh Toại có nói rõ đó, chưa biết là cái mức độ nó vi phạm nó ở cái mức độ nào, đúng không? Nhưng mà cho dù ở mức độ nào á, thì sư cũng có lời khuyên quý vị là để cho cái quả trong tương lai á, nó giảm đi, quả trong tương lai nếu mà nó có chỗ á, nó bị giảm đi á, thì quý vị phải siêng làm thiện, phải siêng là một lần nữa xin nhắc này đó, phải siêng làm thiện tích cực, không có do dự ngay tại đây và bây giờ và thường xuyên, đúng không? Và làm những cái phước thiện giống như xin nhắc một lần nữa đó, phước vọng phước đức phước chí, đúng không? Làm một cách thuần thục và một cách lớn, một cách to lớn đó. Thì suy nghĩ là trong tương lai nếu mà cái quả nó có chỗ thì nó cũng sẽ giảm phần nào hơn. Đó, đó là nếu mà quý vị nói là làm sao để nhẹ nhất á, không? Còn còn nếu mà quý vị nghĩ là mình làm như vậy để như vậy là đủ rồi thì đúng, nó chưa đúng với tinh thần là Phật dạy, thưa quý vị. Đó, mình phải siêng. Tại vì có câu pháp cú là sự rất là tâm đắc là như vậy nè. Hãy gấp làm điều lành, nhân tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, tâm ưa thích việc ác. Có nghĩa là nếu mà mình chậm cái việc lành á, cái việc thiện á, mình chậm á, trong việc làm á, thì cái tâm của chúng sanh á, nó có xu hướng hướng dạ pháp. Cho nên quý vị hãy nhớ nha, quý vị nhớ nhớ là để có cái gọi là cái quả, cái nghiệp mình gây ra này nè, để cho cái quả trong tương lai á, nó chỗ chỗ tình tiết á, nó giảm nhẹ, mình hãy cố gắng làm ngay lúc này bây giờ và làm liên tục, làm không có ngừng nghỉ. Rồi cuối cùng câu hỏi số 1 thì Đức Hạnh Tuệ trả lời cũng khá đầy đủ rồi, cho nên sư cũng sẽ không có bổ sung gì thêm. Và qua bốn câu hỏi này thì cũng sư cũng kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Thì chờ xem một tí xíu. Đây. Trước khi kết thúc á, thì sư tóm lại một vài cái câu đã một vài câu mà sư bỏ ha, tức là thứ nhất là Nguyễn Minh hay Nguyên Minh gì đó, sĩ Nguyễn Minh sĩ Nguyễn rồi có hỏi là tu sĩ có được phép sáng tác nhạc không, thì sư đã có trả lời trong nhiều video như là nghe nhạc có nội dung tích cực có phải là bất thiện không, tại sao nghe nhạc là bất thiện, thọ tỳ kheo có được nghe nhạc không, thì ngay cả cái chuyện mà nghe nhạc có được hay không đó, đã là một vấn đề rồi thì còn nói chi đến cái chuyện sáng tác ha. Rồi cũng người này hỏi là bên Nam Tông các sư hút thuốc lá có phạm giới không, thì sư cũng có trả lời thông qua video hút thuốc có phạm giới uống rượu hay không, nghe để biết ha. Rồi Quốc Huy thì hỏi là con thấy nhiều vị sư sau khi tịch đưa đi hỏa táng có lưu lại xá lợi, đó thì cái vụ mà xá lợi xá hại đó thì làm ơn coi giùm sư cái video là xá lợi có thật không và làm sao phân biệt thật giả ha. Rồi Quỳnh Trang thì vị này chỉ chia sẻ cái nỗi lòng của vị này thôi. Rồi thì sư đưa lên để biết là sư có đọc và sư ghi nhận. Đó là tất cả các cái câu hỏi trong ngày hôm nay. Mong quý vị có được những sự lợi ích trong cái buổi vấn đáp này và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên người xung quanh nơi đây, cũng như các vị ân gọi là ân nhân đã hộ độ các sư trong thời gian qua. Cầu mong cho tất cả đều được sự an vui, được kết quả cõi người, quả trời và cảnh giới Niết Bàn. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện tẩy chúng sanh khỏi oan kết,
nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sắc Khai Giác. Chúc quý vị ạ.